cái mã môn nào, web nè, web nè, đây xây dựng trang web nè các bạn nhìn nè, đấy web 1013 nè, xây dựng trang web nè, đấy nha, đấy ở đây các bạn nè, các bạn vào cái buổi đầu này nè, đầu tiên này nè, các bạn có tài liệu tham khảo nè, đào cái syllabus về nè, đào cái xây dựng trang web assignment về, và cái lab, tức là cái buổi đầu này là đầy đủ hết nha. Cái buổi đầu này nè, các bạn sẽ đào hết nè, tài liệu tham khảo là cái syllabus theo cái chuẩn GAO, cái chuẩn này nó sẽ khác với một số môn toán học, thì mình có sẽ giới thiệu cái trong cái syllabus cho các bạn luôn. Chúng ta sẽ có bao nhiêu quiz, chúng ta sẽ có bao nhiêu lab đó. Đấy. Ok. Rồi các bạn chọn vào lớp mình ấy, thì các bạn vào đây, các bạn vào cái nhớ đáo này về nhá, trong này đủ hết rồi các bạn nhé. Đấy, có cái tham khảo tài liệu luôn. Rồi các bạn vào cái FPT Poly Hồ Chí Minh nhá, các bạn chọn cái học kỳ, chúng ta sẽ là học kỳ summer 2020. Ok, các môn công nghệ thông tin, các bạn cũng search môn cái web của chúng ta, web 101, xây dựng trang web nè. Thì ở đây có tên của cô nè, là cô Trần Thị Hương nè, lớp các bạn nè, web 1013LT16101 đó, các bạn chọn vào đây. Đấy. Ok. Đấy. Toàn quên phân quyền ta. Phải từ ẹt cô vô, cái ông này không chịu ẹt, chả nấu về. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có vào đây các bạn sẽ có nè, thư mục đầu tiên là thư mục assignment, được chưa? Assignment các bạn có 3 giai đoạn để nộp. Giai đoạn 1 là sau lớp 3, ví dụ như thế này, cô sẽ mở các bạn coi nhé. Bây giờ cô sẽ edit nè, các bạn sẽ mở cái này nhé. Dù hôm nay các bạn sẽ làm đây, đây giai đoạn 1 nè, cô sẽ mở cho các bạn coi, mở cái deadline cho các bạn nè. Bây giờ các bạn sẽ là ngày 18 đúng không? Ngày 18 thì ngày 20 sẽ là lớp 1, ngày 25 sẽ lớp 2, ngày 29 sẽ lớp 3, thì cô sẽ mở đến ngày 30. Deadline cho các bạn 30 và nộp. Ok, save. Đó, thì đã được giai đoạn 1 đúng không ạ? Giai đoạn 1. Đấy, các bạn vào assignment, các bạn sẽ thấy là nhìn thấy cái này là giai đoạn 1 là còn 12 ngày nữa, hiểu không ạ? Đấy. Tuy nhiên nếu mà nói về giai đoạn 1 như vậy, nhưng mà cô sẽ chấm theo tiến trình, nghĩa là mỗi lớp cô sẽ chấm theo các bạn, xem các bạn làm đến đâu rồi, để cô kịp thời cô hỗ trợ các bạn ha. Rồi xong. Đến cái việc cái giai đoạn 2 sẽ là sau lớp 7 ha. Sau lớp 7 các bạn sẽ thấy là cô sẽ xét nha. Dù cái này là lớp 30, cái này là lớp 29, này là lớp mấy? Lớp 6, lớp 3 đúng không? Thì cái mùng 3 sẽ là lớp 4. Mùng 8 sẽ là lớp 5. 12 sẽ lớp 6. Và 17 sẽ là lớp 7. Thì cô sẽ mở sang 18, các bạn sẽ được lớp lớp 7, của sau lớp 7 một ngày ha. Đó. Thì còn cái final cuối cùng sẽ sau cái buổi 8. Đúng không ạ? Sau buổi 8 thì tôi, các bạn sẽ nhìn thấy là cô sẽ mở sau cái buổi 8 này. Cái final nè. Đó. Để các bạn theo dõi cái deadline nha. Như cái này cô sẽ, cái này là ngày mấy nhỉ? 17 là lớp 7 đúng không? Cái lớp 8 sẽ là ngày 22. Được chưa? 24 là chúng ta sẽ kết thúc. Cô sẽ mở đến hết ngày 24 luôn. Đó, chắc bạn nộp là buổi cuối cùng. Đúng không ạ? Final là buổi cuối cùng. Đấy, thì đó là tiến trình nộp bài các bạn, là môn assignment.
Thì ở đây các bạn sẽ thấy là assignment nó chiếm nhiều điểm nhất, nó chiếm tận 60% lận, cho nên là các bạn cũng cố gắng tập trung vào assignment nhé. Đấy rồi, ở đây các bạn sẽ có cái bài online, bài học online. Các bạn sẽ không có bài quiz. Ở đây các bạn có bài lab. Bài lab thì các bạn có 4 bài lab thôi, nhưng thực chất các bạn có 16 cái bài lab. Mỗi buổi lên 1 bài lab, nghĩa là các bạn có 16 cái bài lab. 16 cái lab này chia thành 4 lab, nghĩa là 4 bài 1 lab, hiểu không ạ? Còn 4 ngày các bạn nộp thành 1 lab, hiểu không ạ? À, chúng ta sẽ có 4 cái bài lab, à, chia thành 4 phần 4 bài lab, hiểu không ạ? 4 lần lộn 16 bài lab chia thành 4 lần lộn. Rồi, không có quiz nhưng lại có cái bài online. Đây, mình vừa nói các bài online, học online. Đây, các bạn phải đọc bài ở nhà trước. Đây, các bạn phải đọc bài ở nhà trước, các bạn phải xem video trước ở trong bài online. Các bạn phải pass qua cái bài online này các bạn mới được bỏ về assignment, đúng không ạ? Đây, bài online đây, có 16 bài online, thấy chưa? Các bạn học trước khi đến lớp phải pass qua cái này, các bạn mới khi các bạn học á thì các bạn sẽ được, khi học thì có quiz, tức là câu hỏi, các bạn phải làm trả lời câu hỏi, thông thường sẽ 10 hết, bởi vì cho làm lại mà, các bạn làm đi làm lại thường sẽ bạn được 10 hết, hiểu không ạ? Làm gặp vấn đề về sự cố LMS hay cái gì đó các bạn cứ hỏi cô ha. Đấy, ví dụ các bạn nên làm ở nhà, bởi vì trên lớp nó không vô được, cô vô không nổi là thấy không nhá, không vô nữa nhá, tắt nhá, mở ra. Thì cái người dạy cái môn web này là thầy nghiệm, thầy người Huế, cho nên dòng sẽ là dòng Huế nhá. Đấy, nhưng mà dễ nghe, không khó đâu, giống như dòng tôi, được chưa? Nghệ An, không phải Huế, mẹ Huế ha. Đấy, thì cũng dễ nghe thôi, và thầy dạy rất là kỹ, cho nên là chịu khó học, được chưa? Rồi, ok, đến cái phần tiếp theo, đó là các bạn, đâu này, báo ra ngoài mất. Đây, có cái bài tham gia bài giảng, cái buổi tham gia bài giảng ấy nè, thì những cái bài demo của cô á, thì các bạn cứ nộp vào đây, được chưa? Đấy, cô sẽ có các cái bài mà test đánh giá giai đoạn, tức là bài cho các bạn làm thử, đúng không ạ? Test có thể là một cái bài quiz hay là một cái bài kiểm tra bất kỳ nào đó. Cô sẽ nói là bây giờ lớp 5 ta test, hay lớp 3 ta test thử, hiểu không ạ? Làm một bài test. Thì bữa đấy thì cô sẽ làm cho một bài làm thống kê từ trước giờ sẽ không phải làm thế nào, được chưa? Đó, ok, thì chúng ta sẽ không có bài quiz. Thì cái bảng điểm của nó là đây. Đây, cho các bạn coi cái bảng điểm. Summer, Spring, sổ điểm. Xây dựng web đây. À, không phải. Đây, cái sổ điểm của nó đây. Ủa, đây. Cái mẫu sổ điểm của nó đây. Đấy các bạn. Các bạn nhìn nào. Các bạn sẽ có cái cột điểm là học online. Bài học online nó chiếm 10%. Chuyên cần chiếm 4%. Có điểm chuyên cần đấy nhá. Chuyên cần cô đánh giá điểm các bạn tham gia tích cực ở trên lớp ha. Assignment 1, assignment 2 là cái này chiếm 10% rồi. Là tổng cái này là 20% trước assignment nhá, là 20%. Cái này 10 nữa là 30, cái này 30 nữa là 60% cho assignment. Thấy không ạ? Cái assignment cái tỉ trọng nó 60%, cho nên assignment thấp á là nó sẽ kéo cái điểm xuống. Assignment cao thì nó sẽ kéo cái điểm lên. Cho nên các bạn sẽ tập trung làm cái assignment. Tất nhiên lab thì cũng không bỏ qua lab ha. Đấy, lab thì cô sẽ chấm theo từng bài và tôi cộng lại cho các bạn, được chưa? Đấy, thì cô sẽ cố gắng chấm trên lớp. Đấy, điểm tham gia bài giảng nữa này, 6% với chuyên cần nữa, cái này là cũng chiếm 10%, ok, được chưa? Đấy, thì đó là cái cách chấm điểm để các bạn theo dõi, được chưa?
Don't save this summer. Đấy, cô làm cái sổ điểm ở đây cho các bạn luôn. New folder. Sổ điểm. Đấy. Chưa? Rồi. Thì lớp 41 bạn đông dã man. Rồi. Ok. Vậy là các bạn đã rõ về cái cách chấm điểm rồi đúng không ạ? Về cái syllabus nha. Thì môn này các bạn học chủ yếu là học theo cái mô hình CDIO, nghĩa là chúng ta học theo kiểu tích hợp, nghĩa là vừa lý thuyết vừa thực hành. Ok, được chưa? Thì trước khi vào cái môn này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một chút để các bạn học từ từ ha, không nhảy vào học luôn. Nhảy vào học luôn các bạn nhiều khi các bạn lại chán. Web đâu rồi? Web 101 xây dựng web đây. Slide. Đấy, bài trên lớp là các bạn thấy là nó có 16 bài thấy không? 16 buổi, lab cũng có 16 bài lab nha. Lab các bạn đào về nè. Có cái lab tôi đâu rồi? Đây. Cái lab nè là có, xin lỗi, 16 bài lab nè. Thấy chưa? 16 cái đề lab nè, thấy chưa? Tức là mỗi ngày các bạn sẽ làm một cái bài lab. Ok. Rồi. Slide vào slide trước đi. Có hai cái slide. Về các bạn phải soạn trước cho cô. Buổi đầu cho nên là các bạn chưa học vội. Ok, buổi đầu là cô giới thiệu trước. Tôi sẽ cho làm bài sơ sơ. Còn chưa học vội ha. Còn buổi sau là các bạn phải về các bạn phải soạn slide, chia nhóm soạn slide, soạn bài á, soạn demo và làm bài đã. Thì bây giờ trước tiên vào thì giới thiệu tí nhé. Thì các bạn học được trên Android, các bạn mới đi cái bước đường đầu thôi, đúng không ạ? Học với môn web đúng không? Môn trong sáu môn này là môn gì ạ? Dạ ba ạ. Dạ ba một à? Hay gì? Hay cơ sở dữ liệu? Dạ ba. Dạ ba một, ok. Dạ ba cơ bản. Thì tại vì mấy ông học Android nên có thể nói kỹ. Nói rất kỹ luôn. Thì trước tiên là giới thiệu các bạn tên chắc biết rồi, đúng không? Nãy giờ cô biết rồi, thì là group cô tạo sau. Thì cô Hương, đúng không ạ? Thì lúc này chưa được gặp lúc này bao giờ. Có mấy ông tự gặp cô Hương chắc nhận cô nào, đúng không? Không gặp không? Dạ. Không gặp đâu. Đi qua đi lại nhiều mà lượn lơ nhiều. Thì hiện tại là cô phụ trách cái bên là bộ môn Android luôn, đúng không ạ? Thì cô sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn, nên là các bạn gặp vấn đề gì có thể nói cô, cần phụ nào gì hay là cần hỗ trợ cái mảng nào cũng có thể nói nhé, bất cứ cái gì. Ok. Thì bây giờ cô sẽ nói xem các bạn cần học cái gì và từ đầu tiên các bạn đi như thế nào. Dạ. Còn từ web thì tôi sẽ nói cái khác trước. Dạ. Thì các bạn mục đích vào đây học là cũng là trường đi làm ngày này đúng không? Và thông báo các bạn luôn ngày này hiện tại là hot nhất. Thì ứng dụng phần mềm hôm nay dưới bây giờ nó nhảy sang React Native luôn rồi. React nó trùng React Native cũng xin nhờ đó luôn. Tức là dùng phần mềm mà bây giờ sang làm cái mobile một, tức là cái nhu cầu rất là lớn, nhu cầu rất lớn. Thì các cô dạy đấy trong lớp người bạn học dùng á, cái học cô cũng có lớp nào đang nói cho em kể với cái học kể từ như thế. Bởi vì sao? Bởi vì là nó là xu hướng các bạn, xu hướng thì bây giờ các bạn thấy là tất cả các bạn hiện tại là không nói không có smartphone đúng không ạ? Xu hướng bây giờ là không có smartphone, ông kia ông đánh game từ đầu buổi đến cuối buổi chẳng hạn như thế. Thì vô mấy ông vừa táp cái mông xuống cái ghế là ông mở ra ông kia kia như đó. Thì bởi vì tất cả những ứng dụng người ta sẽ đưa lên cái điện thoại hết, đúng không ạ? Cho nên là nhiều công ty các bạn họ có sẵn các cái phần mềm rồi, trên web được rồi,
học như thế nào, cái lộ trình của các bạn như thế nào thì tôi biết được cái mức lương nào để đào các bạn. Còn hậu á, không hỏi, tiêu lương 7 triệu. Tôi chửi quá trời, tôi chửi thân áp nước luôn, ông đi ông không hỏi tôi một tiếng nào luôn. Mà hậu thì cũng làm việc với tiếp luôn, để ứng dụng phần mềm nhé, làm bên mobile các bạn. Thì tại sao mình học mobile thì có cơ hội đúng không ạ? Tại sao mình không học? Đó, thì lương rất cao, mới tuyển, mới thử việc, không phải thực tập, mới thử việc thôi mà lương đã 10.7 là lương cứng, mà 12.3 là lương có cả thưởng, thưởng cho dự án đó là 12.3. Thử việc các bạn, thử việc 6 tuần xong các bạn khi làm apply vào thì lại lương lại tăng nữa, sau này lại tăng thêm nữa. Đấy thì các bạn biết là cái nhu cầu rất là nhiều, các bạn nhu cầu nhiều nha. Vấn đề các bạn có đáp ứng được nhu cầu không thôi. Và vấn đề làm sao để lương được 10 triệu thôi. Hiểu không ạ? Ra trường thì có nhiều bạn thì lương 5-7 triệu có. Nhưng mà mình muốn đạt lên đến 10 triệu chẳng hạn. Khi mới thử việc thì mình phải cần cái gì? Cái đấy rất là quan trọng. Và cái đấy tôi nói luôn là không chỉ nói với lớp mình đâu. Lớp của anh này tôi vô dạy tôi cũng nói quá trời anh nhỉ. Buổi đầu vô là nói hết cho các bạn cần cái gì? Cần cái gì để các bạn đạt được ha? Đầu tiên là phỏng vấn đúng không? Qua cái phòng gửi xe đã, cái phòng phỏng vấn đã. Qua được phòng phỏng vấn rồi thì các bạn có thể mới công ty yêu cầu cái gì, mình yêu cầu cái gì thì mình sẽ học tiếp. Có những bạn mà học Java ra làm đặt nét thì rất bình thường, đúng không ạ? Các bạn học Java ra làm CC cộng cộng thì rất bình thường, hiểu không ạ? Học Android mà về làm Java cũng rất bình thường luôn. Giống như bên này học Java ra làm React Native, làm mobile cũng bình thường. Mà các bạn không hề được học một tiếng nào mobile. Nhưng các bạn khi có nền tảng rồi, các bạn hoàn toàn tự nghiên cứu. Các bạn đấy rất tự nghiên cứu hết, không ai dạy. Hầu nó chung luôn đó, hầu nó cốt hay lắm, nó cốt rất hay. Vâng, đủ từ bên mình mình đi học mobile không làm chữ tờ cho mobile lớp cô luôn, làm trợ giảng cái lớp cô luôn á. Mà bên đứng dùng bên mình nó ngược ngào không, nhưng mà nó là như vậy các bạn, miễn là con thích thôi. Thì trước tiên là con là cái nhu cầu rất lớn ha. Các bạn làm đủ các nghề luôn, một là các bạn lập trình Android, lập trình được Java luôn, tại vì các bạn học Java mà, đúng không? Lập trình được Android nè, hoặc là iOS nè, iOS tự học nha. Đấy, tại sao lại tự học? Bởi vì là có máy đầu học, bữa sau có điều kiện mua máy về tự học, hiểu không? Mà bây giờ dạy cô đâu có máy đầu dạy, mà đâu có môn đầu dạy, hiểu không? Bình thường, các bạn đâu chưa có tự học được, những cái đấy là mình học xong, mình có nền tảng, mình học xong, ha? Cái thứ hai, cái nghề các bạn làm, các bạn có thể lập trình Java, các bạn nhiều bạn học Android mà đã lập trình Java luôn, giống Thuấn bên cô học lần thực tập cho anh kia yêu cầu Java thì phải chiến Java, web Java web thì ghê chứ, bình thường, hiểu ạ? Rồi ba là các bạn lập trình game được luôn, hiểu ạ? Game 2D, 3D, lập trình game 2D, 3D, có nghề đấy luôn, có test game luôn, có nghề test game mà ông này ông khách cho ông test game ít bữa nó bỏ game luôn, ngán, thì ông làm test game xong ngán, hôm nay nào còn game thôi, khi làm ra mình test, bắt mình phải test, cái game đó mình muốn chơi đó, là cái nghề test game có mà, có nghề đấy các bạn, cả ngày chỉ ôm game test thôi. Còn cày game khác nha, có cái nghề cái cày game trong trang kia, ông thuê bạn cày game thì ngàn ông muốn cày cho ông lên level thì khác. Còn đây một người trong công ty phần mềm luôn, có cái nghề thì là nghề test game, chơi game rất là bỏ game luôn, để giống như kiểu cái ông ấy kiểu bơm nhau á, vừa vừa bắt kết quả mỗi mấy thùng rượu bia về, rượu về cho ông ấy uống xong ông ấy sờ nó chảy mất chết. Đấy, ông nào nghiền game cho làm nghề test game, chết nghiền, được chưa? Rồi, nghề nữa là nhiều nghề lắm, web có luôn. Các bạn làm có front end, các bạn có cái môn là Node.js á, Duy nó chung Node.js, còn Duy thì nó là nghiên cứu Node.js. Thì làm Node.js thì có cũng làm web được luôn ha, nghe không? Học nó làm được đủ thứ luôn, các bạn làm được hết web, mobile web được luôn. Năm cái này đang hot cross platform là React Native, khi nào này được gọi
gọi là ngày xưa hay gọi là multi platform, tức là đa nền tảng, hoặc là người ta gọi là cross platform, thì hai cái này gọi như nhau. Thì cái này là đa nền tảng, có nghĩa thì các bạn biết một lần các bạn build được ra Android luôn, Android và iOS luôn, và iOS luôn, iOS luôn, tức là các bạn build được cả hai cái này luôn, một anh build được ra hai anh luôn. Và bây giờ người ta đang chuyển cái này rất nhiều. Đây mấy ông bên ứng dụng bay qua đây hay ghê, biết giỏi lắm, các bạn phải bàn đến nghiên cứu giỏi, giỏi lắm, mấy ông học cái vô luôn hay. Bởi vì sao? Con có nền tảng á, có nền tảng xong tìm hiểu nó dễ. Và xu hướng bây giờ đang chuyển cái này, chuyển cái nhiều. Đấy, hiện tại thì đang có hai dòng nó đang nổi nhất, đó là React Native là do ông Facebook có phát triển, còn có cái cluster là của Google phát triển. Anh này thì anh này chiếm khoảng gần 50%, anh này khoảng 30%, máy này còn lên. Tức là anh này ra đời trước thì nó đời lâu rồi, thì nói chung là nó có nhiều công cụ này, nó có nhiều cái gọi là cái plugin á, nó tích hợp vào nên hỗ trợ rất là nhiều. Anh này ra sau nhưng mà anh cũng chiếm thị phần, bởi vì nó cũng vô mà cũng chiếm thị phần đáng kể, 30% là nhiều, hiểu không? Đấy, anh này hiện tại chưa từng dạy. Thì từ cái này các bạn chuyển đến cái này thì cũng ok thôi. Khi mà có một cái nền tảng rồi các bạn chuyển đến cái khác cũng không vấn đề, hiểu không ạ? Tức là ở đây cô đang nói các bạn học cái nền tảng à. Thấy không ạ? Cơ hội nghề nghiệp rất nhiều. Và hơn nữa là bây giờ người ta đang tuyển, cần tuyển, và đây các bạn đáp ứng được không thôi. Đấy, thì nói chung là thế này, có duyên gặp các bạn hôm nay, không phải khi nào tôi gặp các bạn sớm đâu. Thì các bạn cố gắng học làm sao mà các bạn lấy được kiến thức nền tảng ra tốt. Bây giờ tôi sẽ nói là các bạn học nền tảng học cái gì. Cái nền tảng rất quan trọng nhá, cái nền cực kỳ quan trọng, cái nền mà vững thì sau này các bạn kiến thức xa ở cái gốc. Giống như xây cái nhà thì móng nó phải chắc, thì xây xây mấy lầu cũng được, đúng không? Móng là yếu không lên được. Thì cây một cái gốc nó cái rễ nó đâm sâu, các bạn cây nó phát triển lớn được, hiểu không? Thì chuyện đấy thì ai cũng hiểu. Nhưng bây giờ ta học cái gì, đúng không? Để đấy tôi nói để các bạn hình dung thôi. Chứ còn các bạn sẽ phải hỏi bây giờ nếu như mình thì mình học sẽ thế nào đây. Bây giờ học này, các bạn tôi nói vậy thôi, nhưng mà cứ học đơn giản hóa thôi, không có nói sao các bạn nó phức tạp nữa nhé. Tức là các bạn cứ đơn giản hóa vấn đề, cái này không hiểu cứ hỏi, cái này không biết cứ hỏi. Nếu mà lỡ quên rồi hay lỡ không hiểu hỏi lại thoải mái, được chưa? Ok. Vậy thì khi các bạn ra trường đi làm, ra trường mà đi phỏng vấn, người ta thường hỏi cái gì, người ta cần cái gì các bạn để các bạn qua được vòng phỏng vấn, hiểu không ạ? Đấy, đi phỏng vấn mình cần kỹ năng gì? Thì cái thứ nhất đó là cái một cái môn các bạn học ấy, cái môn đầu tiên các bạn vòng lập trình ấy, đó là môn C ấy. Môn đấy không phải là môn C mà môn đấy là môn nhập môn kỹ thuật lập trình, đúng không? Nhập môn gì? Không có kỹ thuật à? Nhập môn lập trình. Cái môn đấy là môn mà bắt đầu từ khóa 15.3 mới đưa vào. Mày các bạn này không có. Bạn khóa cũ đâu có. 15.3 mới có. Muốn học si. Cái đấy khác. Cái đấy phân tích thiết kế. Cái đấy là các mô hình. Cái đấy khác. Còn cái này là học si. Ngôn ngữ lập trình si. Khi trong cái môn đấy lại không phải là nó tập trung vào C mà nó tập trung vào gì ạ? Giải thuật. Cái môn đấy nó lại đánh vào giải thuật. Và đi phỏng vấn bao giờ cũng hỏi giải thuật, nhất là mấy ông Java. Kiểu gì cũng bị hỏi giải thuật, kể cả web cũng bị luôn. Mấy ông web, bữa mấy ông học web mà hỏi cô này, cô em đi phỏng vấn mà nó bảo là yêu cầu phải có giải thuật. Thì sao cô này, thì bây giờ có giải thuật thì mình không kiểm tra giải thuật, thì bữa sau đem cái công cái đề. Cô họ hỏi cái câu này nó làm không được. Mà nó thật các bạn câu dễ ơi là dễ. Thật sự là dễ ơi là dễ. Trong chuỗi, trong cái chuỗi. Xong các bạn bắt lỗi chuỗi, biết bắt lỗi không? Validation form. Bắt lỗi lắm. Ví dụ như tôi trong cái chuỗi, tôi xác định trong chuỗi đấy có bao nhiêu ký tự, số, ký số. Ký số nó từ mấy ạ? 0 đến 9. Bây giờ tôi nhập một chuỗi Hello World 123 2013 gì đó thì tôi phải đếm được là có bao nhiêu cái số ở trong đấy.
xin làm được không? Được chứ, học xin môn nào cũng làm được. Ủa, môn đấy là môn giải thuật đấy. Thì giải thuật là gì? Giải thuật là cách để giải bài toán thôi, hiểu không? Giải thuật là các bước để giải quyết vấn đề, tức là các bước để giải một bài toán được gọi là giải thuật. Và trong cái môn giải thuật, người ta có một cái rất là hay, đó là cái lưu đồ flowchart để các bạn mô tả cái giải thuật. Thực ra nó có hai cách. Một cách thứ nhất là dùng cái pseudo code, tức là giả mã. Cách thứ hai là dùng lưu đồ. Thì dùng cái giả mã thì bằng chữ thì nó không phải mã thật, thì nó sẽ khó nhìn hơn, nhưng dùng lưu đồ nó sẽ dễ nhìn hơn. Ví dụ nha, viết chương trình thì nhập vào hai số và tính tổng, đúng không? Thì phải là đầu thì vẽ cái sơ đồ begin, nhập thì là hình bình hành, đúng không? Input AB, đúng không? Tính toán thì là hình chữ, thì nhập C bằng A cộng B. Xuất ra một hình là hình gì? Bình hành, đúng không? Output display, thường người ta dùng cái display C tổng, đúng không? Và N, đúng không? Cái này được gọi là lưu đồ, ta gọi là flowchart, các bước để giải quyết vấn đề. Đầu tiên là tôi phải có hai cái này đã, bước tính tổng, bước thứ hai tính tổng xong tôi xuất ra một hình, bước thứ ba kết thúc, đúng không? Thì cái này được gọi là để mô tả giải thuật. Thì cái giải thuật vô người ta hỏi rất là nhiều các bạn. Cái một cần thiết nhất các bạn ạ, cái này ta gọi là giải thuật. Anh nào không biết mà lỡ quên thì có thể hỏi một lên, các bạn có cái cốt lơn nữa, trang cốt lơn biết không? Nên trang để làm ít bài luyện đi. Nên tại sao người ta cần hỏi giải thuật các bạn? Bởi vì thế này, nếu các bạn có một cái chương trình, nếu các bạn là người ok rồi, các bạn học tốt rồi, các bạn có một cái phần mềm, các bạn đưa cho người ta xem hoặc demo cho người ta, thì người ta sẽ hỏi ít thôi. Tại vì bạn làm được rồi, bạn đã giải quyết được những cái vấn đề như này, chứng tỏ là những cái tư duy logic các bạn có, tư duy lập trình các bạn có. Vì ứng hầu đi tuyển nó không cần hỏi nhiều đâu. Để em, project của em đâu, gửi cái project cái, người ta có project nhìn code cái, người ta nhận ngay, không cần phỏng vấn nhiều. Code nó biết ngay mà, nhìn code là ưng. Con ấn á, có biết ấn không? Biết à? Ấn thì cũng làm chung với hầu luôn. Thì đó, sao biết ấn? Ở Facebook à? Ok. Ok, vậy đó, thì cũng vậy, các bạn đưa code cho họ xem thôi. Thì còn nếu các bạn mà chưa có gì á, thì bắt buộc người ta phải phỏng vấn. Mà để biết các bạn kiến thức đến đâu á, thì người ta phải hỏi xem cái tư duy lập trình phần đó. Mà tư duy lập trình thì có hỏi giải thuật thôi, hiểu không? Tại sao người ta hỏi giải thuật là vì vậy? Hai nè, đó là cấu trúc lập trình. Lập trình nó ví dụ như là C hay là Java. Java 1 á, Java các bạn mình học này, nó là gì? Các câu lệnh if, câu lệnh else, câu lệnh if else, câu lệnh for, câu lệnh loop, nói chung là câu lệnh lặp, for, while, do, while, câu lệnh nhảy, break, continue, các loại câu lệnh nhảy, câu lệnh tuần tự. Tại sao các bạn học cái này vững? Bởi vì sao? Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều giống nhau, hiểu ạ? Đều giống nhau. Sắp tới các bạn học Java, các bạn sẽ thấy là code Java và code C đều giống nhau. Vậy nếu các bạn học C vững rồi, sang Java các bạn nhẹ như không, hiểu ạ? Đấy. Và nếu phải có cái đề vững thì các bạn phải học cái ngôn khác cho học được, đúng không? Nó cực kỳ quan trọng các bạn, nó rất là quan trọng. Cho nên cái môn Java, lỡ môn C mình hỏng á, môn C mình chưa tốt thì cố gắng học Java cho ok, được chưa? Phải có Java các bạn mới học được môn Android của cô. Môn web nhầm. Tức là sau này học Android á, thì phải Java phải vững mới học được tiếp Android. Quên mà sau mình nhớ ra là học sao không xong được. Lâu quên. Tỏ hoài nhập má các bạn. Được chưa? Rồi, cái thứ ba, cái môn này quan trọng là OOP. Cái này nằm ở trong Java 1 và Java 2. 1 cộng 2. Hôm nay học nhiều Java, không biết.
cứ ra va ra là bị hỏi lập trình của người tường, viết tắt của gì đấy ạ? Object. Đúng rồi, oriented program mình. Không hỏi cái này không được các bạn. Bất kỳ ở đâu mà nói làm Java nó hỏi cái này. Phỏng vấn hỏi hết. Hiểu không ạ? Cho nên là môn Java 1, Java 2 là môn học kỹ cho tôi. Kể các bạn ra các bạn làm gì cũng bị hỏi về cái này. Rồi cái thứ tư không thể thiếu được, đó là cơ sở dữ liệu. Học chưa? Chưa học. Lớp 2 học thì phải. Học chưa? Lớp 2 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhắc để quan tâm, nhắc sớm để nhớ. Giống như cái lớp mà cô dạy cái Android ấy. Mấy môn này học quá hết rồi xong không biết gì cô ơi, học rồi không biết gì cô ơi, môn nào cũng không biết gì cô ơi. Tại vì nhiều khi các bạn không có nhìn thấy cái sự quan trọng của nó. Các bạn học vậy thôi. Nhưng mà nếu các bạn biết sự quan trọng của nó, các bạn sẽ để tâm các bạn học nhiều nha. Nó quan trọng lắm các bạn. Cái này sẽ theo suốt các bạn suốt đời lập trình luôn. Hiểu không ạ? Không thể nào mà không thể thiếu dữ liệu được. Không cái gì mà không có dữ liệu được. Phải có dữ liệu. Dữ liệu ở dạng gì không quan trọng, ta học cái dạng cơ bản. Đúng không ạ? Sau này mình phát triển lên dạng gì là kệ nó. Đúng không? Ví dụ NoSQL hay là SQL hay gì đó, sau này ta tính. Còn những cái kiến thức cơ bản nhất các bạn học môn cơ sở dữ liệu ấy, cái môn đầu tiên ấy, cái môn đấy vẽ cái sơ đồ EAD quan trọng vô cùng luôn. Hiểu không ạ? Đấy. Chưa học từ từ. Và một cái nữa bổ sung thêm này, để làm mấy cái này. 5 JavaScript. Cái môn này thì blog sau học luôn. Blog 2 học luôn. Môn này quan trọng vô cùng. Ngày xưa các bạn lập trình á, dưới lập trình có hai cái dòng sản phẩm thôi, là .NET và Java, hai cái này đánh nhau. Hiểu không? .NET đó của Microsoft. Hiểu không? Ví dụ SQL Server thì đó là của .NET á. Em học SQL Server thì cái đấy là của Microsoft. Và cái dòng thứ hai là dòng Java thì có hai con đường song song, hai cái này đánh nhau chứ các bạn. Ông này phát triển thêm tí, ông này phải phát triển thêm tí để cạnh tranh nhau, để người ta chiếm thị phần, nó xuống được người dùng. Hiểu không? Phát triển ứng dụng á. Bây giờ thay đổi nhiều người. Bây giờ là hãng chứ không phải là. Bây giờ là nó là Google, nó là Facebook. Hiểu không ạ? .NET cũng có luôn, tức là nó những cái hãng khác luôn. Và bây giờ để anh Java là anh đã đi, tức là anh đã chiếm thế thượng phong luôn. Anh đã phát triển mạnh mẽ đến mức mà anh phát triển còn mạnh hơn những cái ngôn ngữ khác. JavaScript là một trong năm cái ngôn ngữ lập trình đáng học nhất. Bên cạnh đó có Python hay là một số cái ngôn ngữ khác. Thì Java cũng vậy, Java thì cũng là một trong năm ngôn ngữ đáng học. Đó, .NET, Java thì có cái JavaScript. Bây giờ là cái ngôn ngữ mà ngày xưa cái thời của cô á, JavaScript nó không làm cái gì hết. Java sợ từ học web ạ. Đấy, web thì có gì được đi. Thì cái sự JavaScript nó chỉ là ngôn ngữ làm việc, nó chỉ là nhúng thôi, nó ăn bám thôi, nó được nhúng vào, còn nó ăn theo người ta thôi. Mà bây giờ nó phát triển mạnh mẽ, nó là ngôn ngữ chạy độc lập luôn, nó là server luôn, thấy không? Đó, và nó là một trong năm ngôn ngữ đáng học nhất bây giờ. Các bạn thấy là nó kinh khủng nữa này. Tại sao tôi nốt cái này để tại sao các bạn sau này học mấy môn sau là các bạn phải học JavaScript. Nếu các bạn không vững JavaScript là mấy cái môn khác, môn tới các bạn chơi với luôn. Các bạn có một cái môn nữa là Node.js này. Đấy, môn này bá đạo lắm. Hai cái môn là JavaScript mà là môn bây giờ người ta đang thịnh hành nhất bây giờ. Thậm chí các bạn biết lập trình web mà PHP nha, thì những cái người mà lập trình PHP web á, bây giờ người ta cũng chuyển dịch qua anh này luôn. Nên hay vừa đấy. Cho nên là các bạn nốt lại cho cô mấy cái kiến thức các bạn cần học. Và có anh này để khéo cho anh. Anh này quan trọng vô cùng. Tất nhiên là mấy anh này quan trọng nhá. Hiểu không ạ? Nhưng mà ý là nói anh này á, là nó sẽ dính tới mấy cái môn sau. Kinh khủng lắm. Được chưa? Biết con đường đi chưa? Cho nên là những cái môn tới á, ráng học. Không biết thì cố gắng bổ sung. Ok?
nhá. Đấy, ok chưa? Quan trọng lắm. Hả? Cô rớt đâu? Em rớt à? Em vào phòng mấy? 15.2 à? Úp. 15.1. Lớp của bệnh nhân đúng không? Bạn giỏi giỏi đúng không? 15.1.1 đúng không? Thì 15 chỉ có là 15.1.1, 15.2.1 thôi, có hai lớp à? Thì lớp đấy 151. Có 151 thì có một lớp thôi chứ. Hay là 153? Em nhầm 153 rồi. 153 rồi. 153 thì cô đang chuẩn bị giải em qua cô cơ bản này. 153 học qua mấy môn này rồi. Cái sáng cô vừa gặp các bạn đó, bạn cô anh không biết cái gì nhá, cô đi mơ hồ mấy cái cô nói ra là các bạn đều không biết cái gì hết trơn, hiểu không? Mà này nó lại quan trọng, hiểu chưa? Đấy thôi, nếu rớt thì cố gắng nhé. Ok, và thứ chắc với thứ hai nữa là thế này, cô sẽ mở các cái kênh để hỗ trợ các bạn. Tất nhiên là thường mình thì kênh mở hỗ trợ là miễn phí ha. Các bạn đi học không muốn chết, cái lấy phí chắc là trả đi đúng không, miễn phí một không đi thì bây giờ các bạn không cần phải đi mà các bạn có thể ở nhà học được, đó là học bằng cái mít á. Từ vụ vật corona là mình có nhiều cái mở ra lắm, tôi có thể hỗ trợ các bạn mà các bạn không cần phải đến lớp và dạy cũng ok. Nếu là các bạn thiếu ha, các bạn thiếu kiến thức, chúng ta sẽ lập 10 người cũng học, 5 người cũng học, hiểu không ạ? 5 người tạo một nhóm học 5 người, 10 người nhưng mà miễn các bạn cam kết học thôi. Bởi vì nói chung là buổi tối thường sẽ giảng viên sẽ rảnh, các bạn cũng rảnh, mà buổi tối mà lên đây học các bạn cũng xa lắm hoặc là cực, giảng viên cũng vậy. Thì bây giờ giảng viên ở nhà, thậm chí các bạn không biết không, tôi support cho các bạn một lớp dự án gấp quá, 10 giờ đêm lên online, tôi sẽ hỗ trợ các bạn mấy thứ. 10 giờ họp nhóm mà đến 11 rưỡi thì xong luôn. Bình thường các bạn thường cú đêm mà đúng không? Các bạn cứ thức 11, 2 giờ sáng chơi game, thế bây giờ chơi game thì phải học đúng không? Đấy thì thực ra thì sau cái mùa Covid á, thì có một số thứ thay đổi. Thế tôi thấy có một số tích cực, giống như là việc mà cô dạy cái mít á, cái đợt vừa rồi á, cô dạy một số lớp thì các bạn học lớp khác cũng xin một lớp cô học được. Để cô có cái lớp học là có, các bạn cho các bạn học bình thường. Vấn đề là các bạn có muốn học hay không thôi. Ok, được chưa? Thì sẽ có những cách như vậy, nhưng mà một là phải có thời gian, hai là các bạn phải tự nguyện. Nếu là các bạn, cô ơi em muốn bổ sung cái môn này, cô ơi muốn bổ sung cái môn kia, ví dụ như thế. Đấy thì dễ. Thì bây giờ chưa học mà, mấy cái môn này các bạn chưa học thì tự học đã. Mà cố gắng học cho tốt ở đến lớp đã nha. Phụ đạo không ai muốn đâu, thật sự ai muốn thì cố gắng học cái tốt. Mình thấy cái lợi ích của nó, các bạn học cái tốt đã. Đó. Thì đây là cách nền tảng nhé. Bạn nào có thể chụp hình lại những cái này để các bạn nốt lại những cái này, hiểu không? Ok chưa? Đấy. Lớp nào tôi cũng phải sâu ra cái như vậy để định hướng cho các bạn. Ok. Lớp cũng phải chụp lại nha, tôi up lên cho các bạn. Chữ hơi sâu tí. Đọc được không? Đọc được hả? Ok. Rồi. Rồi bây giờ tao quay lại, bây giờ mình đến môn của mình nè. Mấy giờ rồi? Tôi tạm giữ dần có mới được một tiếng à. Ừ. Nói nhiều vậy mà mới một tiếng à. Ok. Thì môn này thì sao? Môn này quan trọng không? Cũng quan trọng không thể. Tại sao? Tại vì là sắp tới các bạn học để môn web bằng Node.js và web này. Đấy. Thì và thậm chí có những bạn đó các bạn học mà Android mà ra làm web luôn á. Thì các bạn cũng cần kiến thức cơ bản, kiến thức về web. Thì cái môn này là môn cơ bản về web. Cô sẽ dạy tất cả những cái gì cơ bản nhất về web cho các bạn. Đúng không ạ? Năm vừa rồi tôi dạy một lớp web với lớp 15
một năm 305 á, học xong lớp để giải tán luôn, từ lớp rồi giải tán luôn, lớp để giải tán luôn, đó lớp khác ít quá thì mình chia ra cho, trời ơi nó quá một cái luôn, làm xong rồi thầy phát dạy là thử thì sẽ ép một thời quá mà, thực ra là các bạn đã không học hiểu, các bạn lên lớp để vui mà nó rồi vui lớp học thì vui rần rần á, học trong lớp luôn vui như thầy hỏi á, học online mà bán dưa hấu rồi bán cái gì, bán cà phê rồi bán đủ thứ, rồi đứa thì giặt quần giặt áo chứ thôi mặc quần tôi này xong rồi giặt quần cô em không giặt đâu, cô coi nè, cô tôi bỏ tay luôn, cái lần lớp này nó quầy như vậy thì vui được cái không nghỉ thôi mà học không hiểu quá, trời ơi xuống quá trời ơi, lớp đấy và chia nhỏ rồi, chia nhỏ lớp đấy không có ai chia, nhưng mà lớp đấy để chung chung chắc không học được đấy, thì cũng học web thì ở trong cái web này ta sẽ học hai phần, đó là chúng ta sẽ học HTML. Thì thực ra HTML nó có một bộ ba các bạn, nó có một cái bộ ba, cái bộ ba này được gọi là bộ ba kinh điển luôn. Cô xóa cái này nhá. À hình như cô hình như quay clip rồi đó, không biết có để đi quay mà đâu có ấy đâu, quay màn hình à, đây. Thì thực chất là bản chất cái môn này là HTML nó sẽ có cái bộ ba luôn, đó là HTML nè, HTML, CSS và JavaScript. À, nó có một bộ ba như vậy đó. Thì anh này anh chịu trách nhiệm về nội dung. Anh này tức là anh mục đích là đẩy cái nội dung lên, public lên internet thôi, web thôi, đúng không? Còn anh này anh chịu trách nhiệm về trình bày, đúng không? Để cái xấu là dựa vào anh này. Còn anh này là chịu trách nhiệm về gì ạ? Không, toán thì nó hơi xong rồi. Thế là nó là đúng rồi, cách tương tác, đúng không? Đấy, cách behavior, hành động, các tương tác, ở việc tương tác với người dùng là anh này. Thế anh này là đúng là một bộ ba luôn, là một bộ ba luôn. Đó. Thì ở đây thì ta không học, ta tách, tại vì trường mình sẽ tách. Đúng ra chẳng lẽ nó gồm, nhưng mà tại vì cái này nó quan trọng cho mình thì tách cái JavaScript ra và dài cái HTML CSS của nó này. Còn môn JavaScript thì để riêng một cái môn. Đấy, các bạn hiểu nó quan trọng như thế nào, đúng không? Thì mình sẽ học cái này. Nhưng mà đôi khi trên cái này vào thì vui, không bắt học nhé, trên thì vui thôi, tôi bắt học. Ví dụ tôi này nếu mà muốn hành đầu này, tôi demo các bạn thôi. Mà cô không học, không có đưa vào làm thì còn em không biết gì thì không, nên em bắt buộc học, được chưa? Thì lâu lâu thế, tôi vui thôi. Người ta học hai cái này, học hai anh này. Thì nói chung là tôi sẽ hướng dẫn cái nào cơ bản nhất thôi, còn nó nhiều lắm, nhất là CSS, mà bây giờ CSS 3 nó cả rừng, tức là nó cả hàng chục nghìn cái nhỏ nhỏ, tức là chắc hơn nghìn cái thuộc tính của nó như vậy thì không nhớ được đâu. Về nguyên tắc học á, các bạn sẽ học kiểu như này nè, không học không phải để nhớ, tức là các bạn nhớ theo kiểu là làm nhiều nó sẽ nhớ. Còn nếu các bạn cố gắng ghi nhớ thì lại quên, hiểu không ạ? Còn lúc nào cứ nhớ một cái việc mà cứ từ lớp 1 đến lớp 10 nhớ một việc thôi, thì mấy ông đấy là mấy ông hay đi ngoài đường mà đi đá bơ đó, mình nhớ một việc thôi, không có quên bao giờ. Thế là các bạn học nó phải có cái việc quên, quên không cần nhớ thì mình lấy lại thôi, hiểu không ạ? Hoặc là các bạn chỉ cần biết phương pháp, các bạn thấy lên mạng các bạn sợ, nhớ lên mạng sợ, đấy. Tức là biết cái cơ chế làm việc của nó, biết cái phương pháp học, các bạn lên mạng các bạn tìm. Và cô dạy cô không bắt các bạn nhớ, cô không bắt các bạn phải gõ code theo kiểu là còn nhớ 100% không bắt. Các bạn chỉ biết cái làm bằng cái gì thôi, các bạn lên mạng các bạn search, các bạn copy vào, các bạn chạy được thôi được. Hiểu không ạ? Không bắt mà nhớ đâu, cô cũng không nhớ được, bắt thì các bạn nhớ, được chưa? Và không nên nhớ nha. Được, ok. Nhưng mà được cái này, có nhiều nó tự nhớ, hiểu không ạ? Các bạn làm những ngày, các bạn làm ngày 2 tiếng, 3 tiếng làm việc với nó là tự động nó nhớ thôi, được chưa? Đấy, nhớ theo cái cơ chế mà thụ động á, đừng có một cổ nhớ giống như học từ lòng mình ngay giữa mà nhớ không? Mình hay cả bài từ lòng á, xin xử lìa hóa rồi đó, trả ra bài cô là trả luôn, sách vở trả hết luôn. Thì đấy, đấy là nhớ bắt, ép mình nhớ. Mà tôi ngay giữa học đại học, học mấy cái môn đấy các bạn biết không? Học, trước khi
quên hết. Đấy, bình thường. Được chưa? Mình lập trình thì mình không có học như vậy ha. Đấy. Thì mình sẽ học về một hệ triệu của em. Thì buổi đầu thì cô sẽ giới thiệu cái này. Nó cũng là quan trọng lắm nha. Nên tảng mà. Cho bạn là con hiểu chỗ này xong rồi. Rồi. Thì giới thiệu môn học thì cô đã giới thiệu rồi. Có cái syllabus, số buổi các thứ rồi, assignment. Rồi quy định đầu bài nói rồi. Quy định về điểm nói rồi, đúng không? Nội quy lớp học thì đi học đúng giờ, điểm danh đúng giờ. Được chưa? Còn bạn nào mà cần việc thì xin nghỉ thì nhắn cho cô. Còn nhắn group là phải hợp lý. Đúng không ạ? Không hợp lý thì thôi, có những mình có 4 buổi đúng các bạn. Mình có 4 buổi để nghỉ, cho nên là cứ nghỉ thoải mái. Đúng không? Nếu như thôi thì nghỉ. Nhiều ông người canh nghỉ đến 4 buổi. Thì cứ hết buổi xong, buổi thứ 5 đi thế. Đó, cái điểm danh. Đấy, cô cũng muốn cứu, cô cứu được. Thì nói chung là cố gắng đừng nghỉ, tất cả các môn đừng nghỉ. Tại vì trong mỗi buổi cô sẽ có kiến thức cho các bạn, sẽ sâu bài, có kiến thức yên tâm, không có buổi nào chơi. Đấy, yên tâm là không có chơi. Cho nên là bạn đang nghỉ là mà muốn học mà nghỉ cũng hơi bị buồn ha. Tại vì ngoài cái việc chia sẻ cái này thì cũng có thể chia sẻ những cái khác. Tại vì là nói thật nha, các bạn học các bạn nên hỏi thì có gì hay hay á, một cái tip gì đó thì được chia sẻ với các bạn. Tôi thích các bạn hỏi, hỏi thì tôi biết tôi chia sẻ, được chưa? Nhá, học và hỏi nhiều, ok. Đấy, còn nội quy lớp học thì không có gì, học thoải mái, các bạn cứ hỏi thoải mái. Còn tôi không có o về các bạn thì không có o ép các bạn gì hết. Thậm chí mở điện thoại thì nhớ chuông reo của tôi thì nghe đi chứ không có gì hết, nhá. Bạn không bắt tắt gì hết. Ok, thoải mái, đến lớp bạn lớp học là thoải mái nhất. Nhưng mà cũng đừng có chơi game. Tại vì trong lớp thì hạn chế chơi game. Chơi game các bạn chơi game tôi mất tập trung. Tôi cũng ham chơi lắm. Để mất tập trung ra. Đấy, đừng chơi. Tôi còn bấm 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 gì đó tôi hay. Với là hai nữa là Facebook thì nếu mà ra khỏi lớp thì là nó đóng cái máy. Nếu mà để Facebook trong lớp là tôi hay dễ vào tôi không hay lung tung. Tôi còn để lung tung ha. Vậy 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 thôi. Nhưng mà tôi khi đăng status thì đó thì có chừng. Được chưa? Thì tôi còn đi ra ngoài. Được chưa? Ok, vậy thôi. Nói chung lớp học là thoải mái đúng không? Nộp bài thì đầy đủ. Được chưa? Tấn bài trên lớp đầy đủ. Được chưa? Và điểm thì cứ đầy đủ là điểm sẽ cao. Cứ làm đi, làm nhiệt tình, tôi sẽ chấm theo cái kiểu như này các bạn. Thái độ hơn trình độ. Rất là thái độ tốt. Được không? Thái độ tốt, cái học tốt, chăm chỉ. Và nhất là cái này tôi khuyến khích là support một bạn khác. Mình làm rồi, mình hỗ trợ bạn khác. Cực kỳ trân trọng cái việc đấy. Và cái học chăm chỉ rồi, mình làm một bài còn hỗ trợ support những bạn khác nữa là đương nhiên điểm cao. Vậy thôi, và học vui dễ được ông vàng lắm. Điểm cao vừa vừa luôn. Đấy, thế thôi. Nhá. Đấy. Rồi, vậy thôi, dễ dàng. Được chưa? Rồi, hết pin qua. Từ từ. Cô cắm cái sạc pin thế nha. Ai 9.4? Có ông nào 9.4 không? Lớp mình có. Trường mình mà điểm cao mà các trường khác khiếp. Mấy cơ sở khác là gì mà 9.9? Các bạn chỉ né cái môn tiếng Anh thôi. Bạn nào mà không có bị vướng tiếng Anh ấy là dễ vào ông vàng. Bạn nào mà còn dính tiếng Anh là khó lắm. Tiếng Anh hay kéo xuống á. Nhưng mà nói luôn nha, cái tiếng Anh quan trọng lắm á. Vẫn cứ nhắc gì đến tiếng Anh quan trọng. Tại vì lương cao thấp, nó không tuyên dụng tiếng Anh nữa. Đấy, như cái trình độ các bạn chỉ khá thôi. Nhưng mà các bạn có tiếng Anh á, các bạn ra làm lương thậm chí cao hơn với ông đồng. Tại vì làm như nước ngoài, lương bây giờ nó cao hơn. Thế nên cứ, bây giờ cứ chỉ có tiếng Anh thôi cô. Ngày thì học tiếng Anh đi. Đấy, chỉ có. Vậy đấy nó khuyên chân thành. Mà thậm chí cô, bây giờ nha, cô đã bị ảnh hưởng với cái thế hệ cũ. Mà cô lại thế hệ cũ mà lại ở ngoài Bắc. Cái trong Nam học tiếng Anh, Sài Gòn học tiếng Anh tốt hơn Hà Nội. Mà bạn biết không, ngày xưa hồi bé cô là lớp 6, cô đã thi học sinh giỏi tiếng Nga. Và lớp 7 là thi học sinh giỏi tiếng Anh. Thế là lớp 7 á, nó bắt đầu học tiếng Anh, nó có thi học sinh giỏi luôn. Đến khi mà các bạn biết không, lên lớp 9 á. Thế là cô lại vô tình này, không biết là dòng đời số đẩy sao được cô được như thế. Thế là cứ
đấy là một tính xấu nha, nó tay tử lắm. Học lý thôi, toán lý hóa thôi, riêng anh là bỏ, mà thậm chí lên là bắt đầu lên lớp 9 tôi bắt đầu bỏ anh nhá, bỏ không học tiếng Anh luôn, nhục chưa? Xong cái lên lớp 10 lại học toán, lớp học toán nha, lớp tôi là các bạn đi là lớp cô nó có là lớp về toán, cho nên là sẽ có khối D toán văn anh và toán lý hóa, tức là chuyên toán thôi, toán văn anh với toán lý hóa, thế là toán văn anh thì mấy đứa học tiếng Anh giỏi lắm, còn mấy đứa học toán lý hóa thì anh ngu. Thế là tụi nó làm tôi viết bài cái 10 điểm mà cô nói mấy cái đứa có 10 điểm cô bắt đi lại đời đi làm cô không tin là mấy đứa lên 10 điểm xong rồi học thích thế thì chấm viết ra một câu để kiếm đứa ấy khỏi đi lại là vậy. Như vậy á, giờ cô anh là bỏ học hết, cô đấy cái chớ lắm các bạn, bỏ học hết cả lớp, xong cái cô tiếng Anh cô lớp nó không có ai chưa, xong cả lớp nó rồng rắn xếp hàng đi vô đường đường chọc cô vậy đó, tức là không học là không học, tức là tại vì mình cái tư tưởng của mình thì sai. Lên đại học thì học tin, học toán tin thì đương nhiên là tiếng Anh là không học rồi, mặc dù có tiếng Anh đó không học luôn. Rồi ra trường thì đến cài đặt dân công nghệ thông tin ngoài Bắc mà đặt tiếng Anh còn không ngửi được luôn, cái áo sọt rồi là image rồi cái gì nó đặt cũng kinh khủng luôn. Mà đến như này tôi mới đổi nè, tôi dạy Aptech. Mà dạy Aptech là slide tiếng Anh. Slide tiếng Anh thì lớp tôi có một bàn đấy, bàn học tiếng Anh là IELTS 6.5. 6.5 không nhớ nha. Có chứ. Cách đây cũng 7 năm rồi. Thế là tôi đặt cô có đang sai. Nó ngồi dưới cô có đang sai. Kể tôi tiếng Anh củ chuối kể tôi. Thế là mình cứ nói là tiếng Anh củ chuối, tiếng Anh không người thông tin, nhưng mà mình người Việt thôi. Thế sau này cô sẽ từ cô đổi các bạn. Thế là từ nào mà lỡ sai thì mình, tức là mình sẽ phải phát âm lại, mình nghe lại để mình phát âm lại. Và nhất là cái thời điểm cô dạy đấy, các thầy hay chơi với mấy giáo viên tiếng Anh á, mấy ông bà ấy xỉn được quá. Lớp mà học tiếng Anh giờ là tại vì thầy phù, tại vì cô thường, tại vì gì đó. Đó. Còn lớp không, đó vậy. Cho nên là thực ra bản thân cô á, nói cho các bạn là cô vẫn phải học tiếng Anh và cô vẫn phải đổi á. Các bạn thấy là cô sẽ cố gắng phát âm chuẩn, còn nếu không chuẩn được thì cũng gần chuẩn. Chứ còn mà lỡ sai thì mình phải tìm cách mình đọc lại. Đó, sẽ cố gắng. Mà đấy là cái hậu quả của cái việc mà ngày xưa là tẩy chay không tiếng Anh các bạn. Mà không ai chỉ cho mình tiếng Anh có quan trọng lớn nào. Bố mẹ không chỉ, thầy cô không chỉ luôn. Các bạn bây giờ sướng nha. Thầy cô chỉ các bạn là tiếng Anh có quan trọng thế nào đúng không? Thầy sẽ không chỉ luôn, thầy chết luôn. Thế sau đấy. Rồi còn kỷ niệm nữa là các bạn cô, thế là cô làm công ty đấy, còn cô làm công ty đấy là làm một cái phần mềm cho IBM Mỹ. Thế là phải, thế là mỗi tuần sẽ phải conference, thế là mình phải nói chuyện với bên Mỹ một lần. Thế có điện thoại thôi, chứ phải cái dây chán, bây giờ nó điện thoại á, phải bóc phone lên gọi điện. Tổ tiên lắm, đã gọi là conference. Thế là cái thằng tưởng nhóm á, tiếng Anh nó kinh khủng luôn các bạn. Nó kinh khủng luôn, nó cứ nói thôi nhưng mà nó khủng khiếp, bây giờ nó giỏi lắm rồi. Bây giờ tưởng nhóm cô bây giờ nó giỏi lắm. Cô làm cho IBM luôn, mà những tờ nó giỏi lắm. Thì cái ông bên Mỹ á, là ông tập nghe, có hiểu. Để khi mà có đổi một dự án khác, thì một ông Mỹ khác làm, thế là cái ông Mỹ cũ á, phải mua gì tài cho Mỹ mới không hiểu, tức là tiếng Anh mình không hiểu, đó là ông cũng không hay quen, ông hiểu là mình đang nói gì, thế ông mời vô đâu hiểu đâu, nên là ông cũ không phải ngồi ông gì lại, có mắc cười mà sau đấy đó là một cái kỷ niệm mà, tức là cô vẫn hay kể các bạn bởi vì sao, tức là tiếng Anh dở quá, mà không dám nói luôn, nói thật người ta không nghe, không hiểu luôn, đấy cho nên là tiếng Anh nó rất là quan trọng, đấy thì khó phải học. Nó chiếm khoảng 50% cái lương của bạn nhé, cái lương cao thấp thì ngay cũng quan trọng rồi. Ok, tám nhiều quá rồi, vô nha. Lâu tám thì thôi, hôm nay tám nhiều lắm rồi. Thì buổi đầu cô sẽ review, buổi tới cô sẽ review cái bài online thì các bạn học trước, ta sẽ review lại các bạn học kiến thức gì. Ok, và ta sẽ cho các bạn học đấy, thường thường không cho các bạn làm bài, không chỉ bằng kiến thức nào mà đăng cái bài online các bạn không hiểu á,
là các bạn học bài online 1 và bài online 2. Nghĩa là để chuẩn bị cái bài buổi tới, đúng không? Buổi 1 hôm nay nó bỏ rồi, đúng không? Các bạn phải học lại. Đấy, thì hôm nay cô sẽ giới thiệu, cô sẽ làm demo ha. Đó. Thì nó chỉ thế này thôi, để thảo luận nữa. Đấy, cô sẽ cho chủ đề các bạn thảo luận, cho các bài các bạn thảo luận ha. Đó, đây mấy cái trả lời các câu hỏi tại sao, làm sao để làm bên phải, làm sao để làm bên trái. Thứ. Thì cô sẽ nốt những cái này ra cho các bạn các bạn thảo luận, được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta chủ yếu ta sẽ làm bài lát. Thì bây giờ này, chúng ta sẽ vào bài. Đây, bây giờ này ta cần cái gì? Không biết là các bạn đã cài đặt Visual Studio Code chưa? À, bộ cài của ta, cái tool của ta sẽ là Visual. Cái này Visual Studio Code. Đó. Đấy nha. Nếu mà cái chữ này không là Visual Studio á, thì nó là của Microsoft, nó là MS Microsoft Visual Studio Code. Còn Visual Studio để nó không phải code. Còn nếu mà Visual Studio Code thì nó là một tool khác. Cái tool này bây giờ cực kỳ hình thành. Để sau này các bạn làm việc với cái những cái môn sau luôn, cái môn React Native và cái môn Node.js. Đấy, hiểu không? Môn web và môn JavaScript luôn. JavaScript với cái này luôn. Cho nên cái môn này là cái tool này nó rất là ok, rất hiệu quả. Và các bạn có thể thêm các extension, ta gọi là các cái plugin extension á, cái mở rộng á. Đây, cái này cô thu nhỏ tới nhà, cô để nó hơi bự. Phải chưa? Thu nhỏ lại xíu. Cái này là cô đang làm cái Node.js đấy. Đây có cái extension này các bạn à. Thế các bạn add nó vào. Ví dụ như cô muốn nó chạy live, các bạn chọn cài cái live server này, để khi click chuột nó chạy live như kiểu là chạy server luôn. Đúng không ạ? Cài vô plugin vào. Đấy, nó gọi là extension. Các bạn cần cái gì các bạn search cái đấy. Ví dụ JavaScript thì search JavaScript để nó hỗ trợ support các bạn. Rồi. Chết cha, cái này cô ngắt đi nha.